Phần trình diễn Mai Hoa Thung của đoàn Lam Sư Đồng Vi Anh đến từ Biên Hòa giờ phút này sẽ được bắt đầu nhận những cái lọc từ phía tất cả quý vị. Thank you.
chúng ta sẽ hỗ trợ cho những em nhỏ vào phía bên trong sẽ được gửi đọc ha. Thank you.
xin được cảm ơn. Đồng Bình.